là cùng, chúng tôi là cựu chiến binh, mang trong tim tình yêu tha thiết. Tình yêu quê hương, yêu tổ quốc Việt Nam đẹp giàu, yêu lẽ sống và yêu con người, vì hạnh phúc, vì tự do, ta hát vang bài ca hòa bình. Và giờ đây, khi đất nước yên vui thái bình, dù tuổi cao vẫn tin yêu là toàn quê khơi. Mãi khắc ghi lời Bác đã dạy, cùng cho con xây dựng nước nhà, cho tương lai ngày mai huy hoàng. Đường ta đi còn gian khó, quyết xương danh người cựu chiến binh anh hùng. Và giờ đây vì đất nước yên vui thái bình, dù thời cao vẫn tin yêu ngày mai tươi sáng. Mãi phát huy truyền thống cách mạng, tô thắm thêm trang sử oai hùng, cho hôm nay và cho muôn đời. Đường ta đi đường chiến thắng, quyết xương danh người cựu chiến binh Việt Nam. Dòng máu ngàn năm là thòng, chúng tôi là cựu chiến binh, mang trong tim tình yêu tha thiết. Tình yêu quê hương, yêu tổ quốc Việt Nam đẹp giàu, yêu lẽ sống và yêu con người, vì hạnh phúc, vì tự do, ta hát vang bài ca hòa bình. Và giờ đây khi đất nước yên vui thái bình, dù tuổi cao vẫn tin yêu lạc quan quê khơi. Mãi khắc ghi lời Bác đã dạy, cùng cho con xây dựng nước nhà, cho tương lai ngày mai huy hoàng. Đường ta đi còn gian khó, quyết xương danh người cựu chiến binh anh hùng. Và giờ đây khi đất nước yên vui thái bình, dù tuổi cao vẫn tin yêu ngày mai tươi sáng. Mãi phát huy truyền thống cách mạng, tô thắm thêm trang sử oai hùng, cho hôm nay và cho muôn đời. Đường ta đi đường chiến thắng, quyết xương danh người cựu chiến binh Việt Nam. Quyết xương danh người cựu chiến binh Việt Nam. Quyết xương danh người cựu chiến binh Việt Nam. Trên trời nay ta đã về đây thăm thiết tình đồng chí, nay ta đã về đây xây quê hương mảnh đời. Hãy vượt qua là cờ quê thôi, hãy phát huy truyền
Báo cáo với đây anh chị em trong diễn đàn đã rất lâu rồi, anh em ta hôm nay với lại bắt đầu sum họp, và cái sum họp hôm nay nó có rất nhiều ý nghĩa. Cái thứ nhất là hôm nay là kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Thứ hai là 10 năm ngày sinh nhật của diễn đàn của Linh. Trước hết xin mọi người một tràng vỗ tay để chào mừng hai sự kiện. Đây là một cuộc sinh hoạt thường niên nhưng mà rất vinh dự cho diễn đàn hôm nay là có hai đại biểu đặc biệt. Trước hết là mời bà Nguyễn Thị Mát và đứng dậy ạ. Để cho diễn đàn bà Mát là cựu chiến binh của phường An Biên. Và năm nay thì là bà Hiến là trẻ nhất, mới có 90 thôi. À, năm nay 91 rồi. 91 rồi. Thì tham dự với đoàn. Thứ hai là chị Thúy Quỳnh, là ca sĩ Thúy Quỳnh nhá. Thì cũng là hội viên của phường An Biên nhá, là cùng tham gia với đoàn của chúng ta. Chứ hôm nay thì đây xin nhiệt liệt chào mừng. Cảm ơn các anh các chị rất là nhiều ạ. Hôm nay về chương trình thì như thế này. Chúng ta sẽ đi, đây là một cuộc sinh hoạt dã ngoại của diễn đàn. Thì tôi đã được hội phụ nữ của nhóm công ty Mỹ Nghệ là mời đi vào ngày đàn ông quốc tế 19 tháng 11 mà đi tham quan ở cái điểm này rồi. Là cũng rất may là có anh Đắc Khoa là người cán bộ đường lối nhá, là hôm nay đã trở đây chắc là lần thứ ba anh đến đây rồi nhá, là công viên Ô Mễ của xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ. Về với ở cái chỗ cái điểm này thì đây là một cái điểm tư nhân miễn phí tham quan nhưng mà đầu tư trên một cái thửa đất là khoảng vài ngàn mét vuông và cũng vài ngàn tỷ luôn, được chưa? Ở đây nó có rất nhiều mô hình, cả mô hình tháp Eiffel, mô hình tượng nữ đài tự do của New York, rồi các dàn xe ô tô đắt tiền, rồi xe máy, rồi vườn cây cảnh muông thú, nói chung là rất nhiều, cho chúng ta có thể check in được rất nhiều đấy. Thì cho nên là hôm nay thì nhân cái kỷ niệm mà 10 năm thành lập diễn đàn thì chúng ta sẽ có một cái clip và một bộ sưu tập ảnh chúng ta thật hoành tráng, mà hôm nay là chúng ta rất là vui mừng. Hôm nay chỉ thiếu là Khôi Vĩ, là một vợ chồng anh Trung Hiếu và anh Nam Vũ, thì không hiểu là vì lý do thì không tham gia được. Cho nên rất tiếc là cái cuộc sinh hoạt mà lần thứ 10 của chúng ta thì hôm nay chưa đầy đủ, chúng ta còn thiếu 3 thành viên, thì đó là một cái điều đáng tiếc. Thế còn sau khi mà chúng ta tham quan ở tại công viên Ô Mễ rồi thì buổi tối là chúng ta sẽ thụ lộc ở tại nhà hàng Duy Tứ Kỳ, nhà hàng Vũ Xuyên. Thế và cũng rất là, trước hết tôi xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Mát. Hôm nay thì bà có ý tưởng là tài trợ toàn bộ bữa ăn tối nay cho diễn đàn. Trước hết là xin cảm ơn bà và nhận được cảm ơn. Đây là cô thanh toán bằng ngoại tệ đấy. Thế và cũng như từ đầu, chuyến xe này là cá nhân tôi xin tài trợ. Cho nên là đây là cái một cái dấu ấn của chúng ta là 10 năm kỷ niệm của chúng ta, để cho chúng ta làm sao. Tôi mong muốn là mọi người đều chung tay vào nhá, để cùng xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển và phát triển bền vững. Xin chúc chuyến đi chúng ta thành công tốt đẹp. Lại có thước phim hay để tôi và Lê Hồ Bắc lại tài trợ nữa. Hay quá. Hôm sau một tháng tôi rằm. Chào anh nhỉ? Lần thứ 90 ở tại nhà Hải Đăng.
không được đi ra luôn rồi. Không được đi ra luôn rồi. Dù thời đau vẫn tình yêu ngày mai tươi sáng,
mãi phát huy truyền thống cách mạng, tô thắm thêm trang sử oai hùng cho hôm nay và cho muôn đời. Đường ta đi đường chiến thắng, quyết xứng danh người cựu chiến binh Việt Nam. Máu ngàn năm là hồng, chúng tôi là cựu chiến binh mang trong tim tình yêu tha thiết, tình yêu quê hương, yêu tổ quốc Việt Nam đẹp giàu, yêu lẽ sống và yêu con người, vì hạnh phúc vì tự do ta hát vang bài ca hòa bình. Và giờ đây khi đất nước yên vui thái bình, dù tuổi cao vẫn tình yêu lạc quan quê phơi. Hãy khắc ghi lời bác đã dạy, cùng cho con xây dựng nước nhà, cho tương lai ngày mai đi hoàng. Đường ta đi còn gian khó, quên sự dày người cựu chiến binh anh hùng. Và giờ đây khi đất nước yên vui thái bình, dù tuổi cao vẫn tin yêu ngày mai tươi sáng, mãi phát huy truyền thống cách mạng, tô thắm thêm trang sử oai hùng cho hôm nay và cho muôn đời. Đường ta đi đường chiến thắng, quyết xứng danh người cựu chiến binh Việt Nam. Quyết xứng danh người cựu chiến binh Việt Nam. Quyết xứng danh người cựu chiến binh Việt Nam.
ta là người cựu chiến binh Việt Nam, đã bao năm cùng nhau đi khắp chiến trường, nay ta đã về đây thăm thiết tình đồng chí, nay ta đã về đây xây quê hương mảnh đời. Ta đã về đây xây quê hương mảnh giấy.